TV256 xin mến chào quý khán thính giả của đài truyền hình TV256 à. Thì trên màn ảnh đó quý anh chị em thấy đó là anh Nguyễn Trường Chinh nha, là thân phụ của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, và chị Nguyễn Thị Bích là vợ của anh Chinh cũng đang có hiện diện trên màn ảnh. Thì hôm nay thì TV có một cuộc phỏng vấn rất là đặc biệt giữa thân phụ của với thân phụ của tử tù Nguyễn Văn Chưởng. Thì quý vị, thì theo TV nghĩ thì cái vụ mà án mà tử tù Nguyễn Văn Chưởng đó là nổi tiếng khắp thế giới rồi, thành ra đó TV256 cũng không cần phải trình bày những cái chi tiết của cái vụ án mạng. Thì hôm nay xin anh Trinh và chị Bích đó có thể tự giới thiệu với mình. Anh Trinh giới thiệu trước đi. Mời anh Trinh nè. Thưa đoàn TV256, tôi là Nguyễn Trường Chinh, sinh năm 1945, số điện thoại 0326627673, ở thôn 1 Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương, là bố của tử tù Nguyễn Văn Chưởng. Và đây là bà Nguyễn Thị Bích, là mẹ của tử tù Nguyễn Văn Chưởng. TV cho quý anh chị em thấy đó là trên một cái trang nhà đó, thì hiện tại giờ đó quý chị anh thấy cái hình đây là ông Nguyễn Văn Chưởng bên tay phải, còn người vợ là bên tay trái, thì với một cái biểu ngữ là án oan. Con Nguyễn Thị Thanh Hải 8 tuổi, Kim Thành, Hải Dương, kêu oan cho cha là Nguyễn Văn Chưởng không giết người mà bị án oan tử hình. Khi bố cháu bị bắt, cháu còn trong bụng mẹ. Thì quý anh chị em thấy hình ảnh ở trên Facebook của Xuân Diện Hán Nôm đó, thì luật sư Lê Văn Hòa gửi một cái bức thư cho đồng chí gọi là Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính trung ương. Thì trên cái bức thư này thì TV công chiếu cho quý anh chị em thấy, thì quý anh chị có thể tự đọc lấy rồi cái biết được cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào. Thì bây giờ TV kéo cái bức thư này đó, thì đến một cái hình của là thân phụ của anh Nguyễn Văn Chưởng, gọi là đưa ra cái biểu ngữ gọi là hải cứu Nguyễn Văn Chưởng, Kim Thành, Hải Dương sắp chết oan, Nguyễn Văn Chưởng không giết người bị án tử hình oan. Và cái điểm đặc biệt ở trong cái trang nhà này đó thì có cái áo của người tử tù Nguyễn Văn Chưởng gửi về cho cha của mình. Thì trong đó thì TV xin đọc chút xíu cho quý anh chị em hiểu rõ. Gạt nước mắt, ông Trinh cho phóng viên báo Người đưa tin hay: tôi đã giữ chiếc áo có bức thư kêu oan cho con tôi. Tôi dùng tâm thiêu trên đây được gần 5 năm, phải là chỗ tin tưởng lắm tôi mới giao cho bức thư này, bởi nó là lá đơn cuối cùng do con tôi kêu cứu cho nỗi oan ức của nó tại vụ án mạng trên. Ông Trinh cho biết thêm, nội dung bức thư được thiêu khá nguệch ngoạc, nhưng ông Trinh đọc khá chi tiết cho chúng tôi. Án oan ôm hận nhờ chính phủ giải oan hận này cho dân đen, tấm lòng trong sạch thiên địa biết, trả lại công bằng cho dân thương. Sao để quan sai hành hạ dân, luật pháp Việt Nam là rất đúng, đừng để oan sai giáng hạ cho dân lành. Thì qua một cái bài báo đó là trên đường đi tìm công lý, thì kỳ án ở Hải Phòng chấn động diệt một tử tù dùng tấm thiêu đơn kêu oan lên áo trước lúc bị kết án. Đó, báo chí đăng tải như vậy và cái hình cái áo này như vậy. Và kế tiếp đến chúng ta thấy đây là một bức tâm thư gọi là viết bằng máu, gọi là huyết thư
kêu oan kính gể Chủ tịch nước Việt Nam. Tôi là Nguyễn Trinh, sinh năm 1954. Đại khái là như vậy, kêu oan cho con của mình gể cho chủ tịch nước. Người cha cắt tay lấy máu viết đơn kêu cứu cho con gửi chủ tịch nước. Đó quý anh chị em thấy, đó là những cái mà bằng chứng cho thấy rằng là người thân phụ của anh Nguyễn Văn Chưởng biết được rằng là mình, con mình là vô tội. Thành ra đó qua cuộc phỏng vấn này TV thấy rất là mình phải làm một cuộc mà minh oan cho anh Nguyễn Văn Chưởng. TV muốn hỏi anh Nguyễn Văn Chưởng, anh có lý do nào để mà nghĩ rằng là anh Nguyễn Văn Chưởng vô tội không ạ? Dạ thưa TV 256, tôi khẳng định con tôi vô tội với một lý do sau đây. Một là thời điểm xảy ra vụ án là 21 giờ tối 14/7/2007 tại đảo Đình Đường, xuyên đảo Đình Vũ, Hải Phòng. Cùng thời điểm đó là con trai tôi Nguyễn Văn Chưởng đang có mặt ở thôn Tân Tạo, xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, cách nơi xảy ra vụ án gần 40 km. Rất nhiều người biết ạ, và làm chứng cho cháu ạ. Trong đó là bao nhiêu người biết là cháu đang có mặt ở cách xa 40 km, thưa anh Trinh? Bao nhiêu người biết điều dạ, đó? Thưa TV 256, lý do thứ hai là con tôi đi làm ở Hải Phòng, tối thứ bảy hàng tuần là phải về nhà, đó là quy luật, ít khi bất chỉ. Nếu có việc cấp ở lại thì cháu phải xin phép từ trước. Còn đi làm từ thứ hai đến chiều thứ bảy là về. Nhưng hôm nay cháu về nhà thì vào khoảng 20 giờ thì học xe, là cùng là tối thứ bảy đến 14/7. Còn lúc xảy ra vụ án, thời điểm xảy ra vụ án là cháu đang ở nhà anh Trần Quang Tất ở thôn Tân Tạo, xã Bình Dân, là bạn thân của Chưởng. Thì thời điểm đó là 21 giờ 15 phút, là có vợ chồng anh Tuất, anh trai chị dâu anh Tuất và bố mẹ anh Tuất, đó là 6 người chứng kiến tại thời điểm là 21 giờ 15 phút là Chưởng có mặt ở ngay tại địa điểm khu Tân Tạo, xã Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương. 6 người đó chứng kiến đó, họ có chấp nhận là họ cũng như là ký tên để mà chứng nhận rằng anh Chưởng đang có mặt ở đó không, thưa, như họ có đồng ý như vậy không, thưa anh Trinh? Dạ thưa anh Linh, là anh Trần Quang Tất là chủ nhà ở đấy, thì anh là bạn của Chưởng mà, anh ấy có làm cho một cái đơn xác nhận, của anh Trần Quang Tất là gửi xuống cho công an thành phố Hải Phòng vào ngày 11/8/2007. Thì thời điểm lúc đấy là gọi tất triệu tập, công an triệu tập tất cả là 4 người. Bà Nguyễn Thị Bích, anh Trần Quang Tuất mà không đến, bà Nhiễu, thì tất cả xuống đều bị ép cung. Riêng anh Trần Quang Tuất là bị đánh nhiều vào đầu, đấm vào ngực, thích tay vào ghế, bắt phải viết là không nhớ nhầm ngày thì được về, nếu không nhớ nhầm ngày là không được về. Thành thử cuối cùng là anh Trần Quang Tuất phải biết là đến lúc 17 giờ mới biết là nhớ nhầm ngày thì công an cho mình. Nhưng mà sau đó 3 ngày thì anh em lúc đó về lại cả trình bày với tôi luôn. Thì tôi bảo không, thấy đó là nó đánh ép cung thì con được chịu thôi, nhưng mà con cũng biết lại đơn cho bác. Thì sau 3 ngày xong thì anh viết tiếp một cái đơn khác, cũng như nội dung đơn từ ban đầu, là xác nhận là Nguyễn Văn Chưởng có mặt tại nhà tôi là 21 giờ ngày đêm 14/7/2007. Còn trước và sau đó tôi không biết. Đấy. Thế thì anh em mang xuống được, hôm đấy là tôi có
thuê luật sư, và anh Trần Công Tuấn là cầm cái đơn nó không giả cho công an, nhưng mà cái đơn đó là không có trong công an, nó chỉ lấy cái đơn đầu tiên ép cung của anh ta thôi. Dạ thưa, có một cái chi tiết nữa đó là mà thời điểm đó là thời điểm mà ông đó là trưởng đồn công an, lúc đó là ông Dương Tự Trọng phải không anh Trinh? Dương Tự Trọng đó là cái người trưởng đồn công an lúc đó, là đại tá Dương Tự Trọng đó là coi như là anh ruột của Dương Chí Dũng mà bị bắt đó. Anh có hiểu về cái vấn đề đó không thưa anh? Dạ thưa anh Linh, là Dương Tự Trọng thời điểm đó là thượng tá trưởng phòng điều tra, là người đứng ra ký lệnh bắt Nguyễn Trọng Đoàn và bắt Nguyễn Văn Trưởng, mà Dương Tự Trọng là em của Dương Chí Dũng, con của Dương Chí Dũng, Dương Văn Thụ trước là công an thành phố Hải Phòng, còn Dương Chí Dũng là trong vụ VNI và VNCIN bị bắt và bị giết trong tù rồi, còn Dương Tự Trọng lúc bị bắt là phó giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Thì vì nghĩ cái vụ án này làm như là nó có liên quan đến cái ông mà Dương Tự Trọng đó, thượng tá Dương Tự Trọng đó, nó có liên quan như thế nào đó, thành ra nó có vấn đề mà ép cung rồi là bắt nhận tội. Rồi cái việc mà ép cung bắt nhận tội đó, thì nó vô cùng nó vô lý cho cái xã hội mà văn minh ngày nay. Cả thế giới người ta không chấp nhận điều đó đâu anh Trinh. Mình thấy việc mà bắt ép cung là mình thấy rất là vô lý. Mình phẫn nộ đó, phẫn nộ những việc ép cung mà khi mà anh nói là những người mà họ làm chứng như vậy mà họ bị ép cung như vậy. Mình thấy cái xã hội quá là thối nát luôn, quá là độc ác luôn. Thưa chị Bích, thì TV256 là biết chị là nuôi nấng con là từ còn nhỏ, thì xin cho chị biết cái cảm tưởng, cái suy nghĩ của chị khi mà chị nuôi nuôi cháu trưởng mà từ lúc đến trưởng thành đó, thì chị kể sơ qua về cái vấn đề anh trưởng, những cái gì mà tốt mà anh trưởng đã làm, hoặc là những điều gì mà anh xấu mà chị đã nhận xét thấy về anh trưởng. Dạ thưa đài đài 6HTV, tôi là Nguyễn Thị Bích, là mẹ của Nguyễn Văn Trưởng. Tôi đã nuôi Trưởng từ lúc bé, là Trưởng rất khôn ngoan và mạnh khỏe, và đi lúc bé thì cháu đi học thì được nhiều các bạn thầy cô giáo yêu quý, thì cháu học hết cấp 2 thì bởi vì gia đình rất hoàn cảnh nên là cháu phải đi làm sớm, thì cô giáo cứ bảo là cho cháu đi học, cháu học được, nhưng mà tôi thì lại gia đình hoàn cảnh khó khăn mà, thì cháu đi làm, nên là cháu đi làm ở dưới công ty đại phát ở dưới phòng đấy. Thì cháu lại đi làm, thì hôm ấy xảy ra vụ án thì cháu lại hôm mấy là tối thứ bảy, thì cháu về nhà từ chiều tối thì xe máy hỏng dọc đường, thì cháu lại về cùng với một người bạn nữa tên là Trịnh Xuân Trường, là hai người cùng về từ chiều thứ bảy, thì là tối thứ bảy năm 2007 đấy. Thế thì cháu về thì cháu lại đi chơi với lại nhà các bạn, cháu về nhà cháu để túi để đồ nhà, xong cháu đi chơi nhà mấy các bạn học của cháu. Thì khi mà xảy ra vụ án thì chúng tôi cũng không nhớ được ra là không một tháng sau thì họ mới bắt, thì chúng tôi cũng không biết. Thế nên khi mà chúng tôi mới đầu mới hỏi bạn của Trưởng là về cùng cái tối hôm mật hôm đó đấy, thế là đi chơi với nhà ai, thế là bạn Trưởng mới dẫn đi những cái nhà đó, họ mới xác nhận cho cháu. Chúng tôi mới nhớ ra, thì nếu như mà cháu không về hôm đó thì chúng tôi cũng không nhớ ra là như thế nào, mà cũng không biết được mà kêu oan cho cháu.
mà vì thực tế là như thế nên là chúng tôi mới kêu oan được. Thì mà xuống thì chúng tôi mới biết là con tôi bị oan, chúng tôi mới làm đơn ra xã xác nhận để cho con trai thứ hai tôi là Nguyễn Trọng Đoàn cháu cầm đơn xuống nộp để báo với công an là con tôi nó ở nhà nó không biết gì vụ án ấy cả. Nhưng mà lại cháu lại bị bắt luôn là Nguyễn Trọng Đoàn, lại có là làm nhân chứng giả, và cháu lại bị xử án tù mất 2 năm. Và thế là hiện nay cháu Nguyễn Trọng Đoàn bị tù 2 năm về rồi, thì bây giờ cháu lại bị mắc cái căn bệnh ung thư xương. Nên là hiện nay là gia đình chúng tôi là rất đau đau, và đi lo cho cháu văn trưởng. Nguyễn văn trưởng giờ lại đến Nguyễn Trọng Đoàn, cháu lại bị ung thư thường cánh tay, bị cắt cụt một cánh tay, bây giờ cháu lại bị chạy đầu phổi. Thế là gia đình chúng tôi là bây giờ không biết làm thế nào để cứu hai cháu. Nên là nhờ cộng đồng mạng tất cả trên cả nước hãy lên tiếng và giúp đỡ hai con tôi. Tôi xin cảm ơn ạ. Thưa chị Bích, chị có nghe kể mà anh Đoàn và anh Trưởng ở trong tù bị tra tấn như thế nào không thưa chị? Hai người đó có thể kể cho chị nghe về cái vấn đề bị tra tấn trong tù không? Chị kể cho quý khán thính giả sự thật đi. Con tôi là Nguyễn Văn Trưởng thì cháu viết thư ra là cháu bị tra tấn cực kỳ là dã man. Cực kỳ dã man. Và cháu bị treo xiên hai cánh tay lên và đánh đập cháu, gọi là cứ ngất lên ngất xuống, xong họ lại té nước vào người, xong rồi lại mồm cháu kêu la hét là cháu không có tội, thì lại lấy cái đôi tất bẩn của người ta bị tất tháo là nhét vào mồm mà nó không cho kêu. Và cháu gọi như là cứ bị ngất lên ngất xuống như thế mà đánh đập cháu là máu tiếc là tung té ra, rồi cháu đái là ra máu nữa, để phát nước rồi đói không cho cháu không ăn gì thì nhà cháu viết thư ra và cũng nói với gia đình như vậy. Và cháu cũng Nguyễn Trọng Đoàn cũng thế, khi mà cháu bị bắt rồi thì ra hai anh em mỗi người mỗi nơi thì cũng nói là mày nhìn cái chỗ của anh mày kia máu vẫn còn dính ở tường kia, tao đánh anh mày thế nên là mày phải khai ra như thế nào, không phải tao đánh cũng như anh mày. Thì nó bắt là phải biết anh mày là Nguyễn Văn Trưởng là sáng chủ nhật về, chứ không được biết là Nguyễn Văn Trưởng về từ chiều tối thứ bảy, phải bắt biết như thế thì tao thả mày về với gia đình. Thế là con trai thứ hai tôi cũng nghĩ là như vậy, thế nên là cũng biết theo công an Hải Phòng để về để đi cứu anh. Nhưng mà không ngờ công an Hải Phòng là chỉ có lừa con trai thứ hai tôi như vậy thôi, chứ nó không thả cho về và về tù mất 2 năm. Tôi xin bổ sung thêm về cái tổ tác của cộng sản đánh đâu không thể nào mà TV 56 hải ngoại mà tin tưởng là những cái điều mà kinh hoàng như thế, tra tấn trong khi một cái tên mà chủ tịch nước mà Trương Tấn Sang đó đã ký về cái công ước chống tra tấn là họ chống lại cái việc tra tấn như vậy, mà bây giờ họ để những người công an đó tra tấn những người dân như vậy đó, thì chúng ta có thể chấp nhận được hay không? Xin anh Trinh lên tiếng thêm. Thưa anh Linh và cộng đồng mạng và trên toàn thế giới, cái tội ác của Dương Tử Trọng, đại tá Dương Tử Trọng, phó giám đốc công an thành phố Hải Phòng, tôi đã tố cáo nhiều nơi và rất là cái đơn tố cáo của tôi đây là gửi đi từ năm 2012. Thì tội ác của nó là gồm thế này: trong lúc gặp trưởng để hỏi thì nó chỉ nói vắn tắt thôi, hoặc là nó viết tờ giấy để bị trước mặt mình gặp xong rồi nó vo lại nó nhai vào một luôn, không thì công an họ thu mất. Thì nó vì tôi hỏi rất cặn kẽ là tra tấn thế nào mà con là một thiếu niên, một người có chí khí mà không chịu nổi cái đòn để mà khai ra sự thật, thì nó một câu là không khai cũng chết, mà thôi thì khai ra để sống, để khi lúc ra tòa để cãi. Thì cháu con nói này, lý do con bị khai là con đưa lên
đánh ở dưới Hải Phòng và đưa đến trại kế Bắc Giang. Thế thì cái trại kế nói với anh Minh biết là, và cộng đồng mạng biết, cái trại kế ở Bắc Giang là nó cũng giam Nguyễn Thanh Trấn và Hà Đức Long ở đấy mà được ép cung theo chửa. Thì con tôi là Nguyễn Văn Trưởng là lúc bị bắt vào là ngày thứ ba là cháu bị đánh học máu và máu mới đầy người mà nó là 76 kg, mà sau đánh đến khi ra tòa là chỉ còn có bốn khoảng trên dưới 40 kg đó, nó đứng không vững, đứng toàn vẫn không vững mà thằng Trưởng nó không vững. Thì lý do đánh này này, nó dùng khóa tháng 8 nó xích hai tay sau lưng, nó treo ngược lên xà nhà. Trời đất ơi. Cách ngón chân cái cách có 3 phân thôi, tức là chân không chạm đất. Yeah. Bắt đầu nó cởi chuồng ra, cái thời điểm đó là tháng 7, nó bật máy lạnh, xong nó đánh, nó đổ nước, nó đánh, ngất cái nó đổ nước, nó đánh như vậy dùng cà lê và cái thước lim, cà lê nó gõ vào đầu mũi, mắt cá chân và dùng cái kim tiêm nó, thì sao anh kim tiêm nó cầm nó đâm vào bộ phận sinh dục. Trời. Và nó đâm vào bộ phận sinh dục, nó bóp rồi nó đâm đấy, rồi nó dùng cái hình thức là dùng hai cái bút bi, cái bút nó kẹp vào đây này. Yeah. Thì biết á, nó yeah. kẹp vào khe hai bên, hai công an là bóp thật mạnh bàn tay này. Yeah. Ở dưới bộ phận sinh dục kéo quặn dặn chân ra, nó mình đốt lửa ở dưới bộ phận sinh dục cho nóng. Thế là buộc phải cai. Cái hình thức thứ hai nữa là nó bắt con nó ngồi giữ cố định vào cái nền nhà, dùng cái ghế đẫu, cái ghế ba lan cong đó, ghế gỗ đó, mà cái đầu ghế chân ghế nó ngót nhọn rồi, cứ để vào ngón chân cái, cái thằng công an nó ngồi lên cái ghế đấy ngược lại với cửa, nó ngồi xuống dần dần nó hỏi có khai không, có nhận không. Trưởng cháu nó bảo là uốn tận óc, uốn không thể chịu được, không thể chịu thấu được đấy. Lúc nó đâm vào trái, nó bóp trái rồi đấy, nó dùng kim nó đâm vào trái, không thể chịu được, buộc phải cai. Mà kêu khóc nhiều thì nó vơ một đôi tắc ở dưới, đôi tắc ở dưới nền nhà, chính đầy máu và nước tiểu của phân, nó nhét vào mồm, nó không cho kêu. Khát nước thì nó lấy cái cọng, cái ly nhỏ đó, nó cầm nó đổ trước mặt Trưởng đây này, để cho Trưởng thèm, mà đông tô, 3-4 ngày không đông nữa. Khi biết Trưởng khát quá rồi mình lè lưỡi ra, nó cho 1-2 giọt trong lưỡi không, còn đứng đá bổ hết ra ngoài, nó mang rượu và đá chết là như thế, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng, không thể, tôi nghĩ là không thể nghĩ ra là nó dùng cái trò độc ác dã man như vậy để nó ta tăng con thôi, mà một người thanh niên 76 kg không chịu được, cho nên là 76 kg mà còn đá như thế. 76 kg mà còn chỉ có 40 kg thôi. Dạ. Mà bây giờ TV xin muốn hỏi anh Trinh ở ngoài đề một tí xíu. Qua cái vụ mà ông Lê Đình Kình mà bị giết á, thì anh nghĩ rằng có cái sự tra tấn không? Sự tra tấn mà bốn người mà bị bắt đó, TV thấy mà hình ảnh TV ra đưa ra là có mặt bị đánh, bị gì tùm lum, anh Trinh có nghĩ rằng đó là sự tra tấn không? Có thể có thưa không? Và thưa cả tất cả cộng đồng mạng, vụ của Đồng Tâm là một vụ hiện nay xót xa cho dân oan Việt Nam chúng tôi. Hiện nay chúng tôi mấy ngày nay chúng tôi cũng đi xúc đường để đồng hành với dân nhân Đồng Tâm. Thực tình mà nói, cụ Lê Đình Kình là trước lúc chết đã bị đánh bầm lưng, bắn gãy xương, bay mất xương bánh chè. Yeah. Rồi khi cuối cùng nó bị bắn đến vào tim và thấy chưa chết hẳn, nó không tin chắc là cụ đã chết, bụng nó bị bắn hai phát vào đầu, bắn vào tim là phát đạn bắn gần nhất. Tôi là một người lính tôi biết, thì viên đạn đó viên đạn trúng ngắn, còn viên đạn bắn vào đầu gối chắc là viên đạn phải viên đạn AK, cũng bắn rất là gần, AK-47 đó. Yeah. Thì rất là cần bị phá hết cả cái bánh chè của cụ Kình. Khi mà nhìn tấm hình cụ Kình lúc bị chân nó lắc lưng một tí ra dính vào thì chân vào lòi áo chưa áo ra, thì tôi mình hiểu ra là nó dùng cái đạn của AK-47 bắn trúng người dùng súng ngắn, là bắn một cái nhân cụ Kình trước. Thì mức độ tra tấn dã man cộng sản nếu ông đã biết rồi thì nó cực kỳ tàn bạo. Còn các con cháu cụ Kình lúc ra để phỏng vấn nó đưa lên mạng xã hội ở bên đài tiếng nói Việt Nam đó,
để nó lừa mình. Cái mặt là nhân dân thôi, bị còn đủ mặt thứ. Mũi, mặt không tím, mũi vẫn còn vết thương, mà chắc là nó bị đe dọa thế nào đó họ mới nói như vậy. Chứ còn trước lúc đưa ra đó là bị ép cung cực kỳ man rợ rồi, tức là họ muốn sống để tồn tại, tức là họ ý chí của họ là phải tồn tại để nói được thực sự phải sống, mà không nói thì nó sẽ đánh chết, mà bọn chúng nó thừa sức là đánh chết, nó đánh chết không vội vã gì cả. Thành thử là thưa cộng đồng mạng là từ việc đánh chết người trong đồn công an là chuyện bình thường của Việt Nam, không ai kêu ca, không ai ca tử. Bởi vì còn mình cũng kêu ngoài mặt, nhưng là thành thử là những người con người cháu của Kình biết như vậy thì họ cũng nắm chắc, họ xác định trước rồi là biết là ta sẽ trả ban buộc phải nói sai sự thật để giữ cái mạng sống thôi. Chứ tức không ra để phòng để nó hỏi cung là dàn, nhưng đấy là nó đã ra tấn đã man rồi, mặt mũi xương mũi rồi, bầm tím rồi, tay sát mặt mũi rồi, đó là phần mặt thôi nhé. Còn phần ở dưới dùng ống chân bánh trương ống trước ống và các cái mắt cá chân hoặc đầu gối chắc nó đánh cái xe tôi hết rồi, là đánh dương tử đấy trương nó mới như thế. Đó là một điều ta tấn cứng không ai thấy đâu. Anh Trinh biết rằng là cái tin tức ở trong cái những tờ báo của Cộng sản đó mà TV26 từng đọc qua đó, thì nó nói trong vòng 3 năm mà có 262 người chết ở trong đồn công an. Hẳn với anh có đọc tin đó không? 262 người chết trong đồn công an trong vòng 3 năm. Đấy là cái báo cáo trước. Dạ, báo cáo trước đó từ năm 2014 đến 2014. 2011 đến 2014 đến năm 2016 là có 260 người chết trong đồn công an. Yeah, còn thực tế của nó chết còn nhiều nữa, và về sau này còn chết nhiều vụ nữa, ví dụ vụ Long An, vụ Thạch Thất, nhiều vụ lắm. Chết xong nó bảo là tự lấy dao cắt này, rồi tự cắt cổ này, rồi tự lấy cái chun còn thắt cổ này, rồi tự lấy dao gập giấy cắt này. Gập giấy làm sao mà cắt cổ mình được? Và cho nên là cái đã dối trá tổng thống Triệu Võ Văn Vương bất bất vũ là đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những việc chúng nó làm. Một cái chế độ man rợ như vậy mà hồi nào tới giờ đó anh Trinh biết rằng là biết bao nhiêu là bản án oan không? Anh Trinh có thể kể cho quý anh chị em khán giả nghe rồi là anh Trinh biết bao nhiêu án oan mà anh Trinh từng đọc trên báo của Cộng sản. Dạ thưa anh Linh và cộng đồng mạng là trên toàn thế giới, cái án oan thì thực sự là nó bề nổi, lên báo là bề nổi rồi. Còn đằng sau nó rất là nhiều, nhưng tôi vẫn tố cáo là không phải mình Nguyễn Văn Trường, Hồ Chí Hải, Lê Văn Mạnh là những án oan, mà đằng sau nó còn hàng trăm vụ án oan khai thác quỹ oan. Tôi ví dụ như năm tôi đi thăm con tôi ở Hải Phòng cùng án tử hình là có 4-5 người nhưng bị tử hình năm 2011, và trong một năm 2011 năm đầu năm 2012 bắn một vụ ở Thủy Nguyên, là rõ ràng là người đó là không phạm tội đến phải chết, nhưng vì không có tiền, tại tử là người có tiền họ đúng thì buộc cái người ở du lên đầu cũng phải xử bắn. Thì tôi xuống đấy là bắn ở tại núi Hoa Hải Phòng, bắn xong thì gia đình có vào đút tiền cho nghĩa tang để chị đó, ông thì nghĩa tang đó để thay quần áo cho con, đổi lại quần áo cho con, rồi xây xung quanh bê tông cho con, là mất 800.000. Thì những người đó là toàn bị bắn oan thôi. Oan ví dụ cái vụ đông cây xăng Đông Á Hải Phòng thế, thì người ở vua cầm cái bóng đèn này chạy theo logo đánh người thì cũng biết là chạy theo đông ở vua thôi. Và con của một người mẹ đơn thân không có chồng, hai mẹ con lúc bắn oan cái thằng người mẹ người con đó là để mà rồi báo tin cho kẻ khác. Và cái vụ là con của bà bán rổ ở chợ đấy cũng vậy, thì ngồi sau ngồi trước chạy xe, còn thằng đằng sau là nó có tù mình rồi, nó bắn chết thằng của bà. Thế là người mình cầm lái là nó chỉ nhờ chở xe đi thôi, nó không biết là chở đi đâu đâu. Thế là nó bỏ đến đây chừng là đi từ vòng lại thì cứ vòng lại thôi, thế nó bắn chết thằng công an. Thế là người chở xe người bắn không sao cả, nhưng một người chở là bị hình oan đó. Nhưng vụ án oan nó là không kêu được, và chúng tôi cũng tư vấn cho người ta
nhưng mà ta sợ vì bị công an đe dọa, và công an vừa đe dọa vừa lịnh cơm, cũng bảo cứ không phải làm đơn kêu oan đâu, cứ cải tạo tốt thì nó cho xuống chung thân, nó cho xuống chung thân được một kêu kêu là thằng nặng tội ra, không được xuống chung thân đâu, thế nhân có kêu gì đâu. Thế là cách vài tháng sau nó bò nó chết luôn, thế khi mà ngửa ra đâu thì bố mẹ mình giật mình bỏ đấy, nó bảo đi kêu đi cũng kêu là nó oan oan con mình đấy. Nhiều án oan sau Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Chí Hải và Lê Văn Mạnh, vẫn còn hàng trăm vụ án oan đấy. Gì mà trớ trêu thay đó, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đó, lại là chủ tịch của Ủy ban Nhân quyền Quốc tế đó, thưa anh Trinh, anh có biết điều đó không? Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc tế ở Hội đồng Liên hiệp Quốc đó. Dạ, chủ tịch đó, chủ tịch Ủy ban Nhân quyền đó, mà bây giờ cái nước mình đó đầy đủ những cái oan sai, những cái điều mà tra tấn tàn nhẫn như vậy, mà làm sao là có cái nhân quyền? Cái nhân quyền ở đâu? Nếu mà cái đất nước mà có nhân quyền đâu có thể nào mà tra tấn, mà hành hạ người ta tàn nhẫn như vậy được. Mà trớ trêu lại làm chủ tịch Ủy hội Nhân quyền Quốc tế, đau đớn cho cái đất nước mình vậy thế nào? Dạ thưa anh, cộng đồng mạng, cái cộng sản này thì chế độ cộng sản của Việt Nam, họ bị dân rất là bị về quốc tế rất là tốt, vì những cái điều luật, ví dụ là cái hiến pháp và cái luật công an, rồi luật bố tố tụng hình sự, rồi luật khiếu nại tố cáo, nó rất đầy đủ, mà nó cũng tương đối là chuẩn mực. Đó là chỉ để lừa bịp dư luận quốc tế và lừa nhân dân, chứ nó cũng theo một điều luật nào cả. Nó nói rõ cho các cộng đồng mạng biết là luật là của nó, mà nó là luật, mà luật là của nó. Tung vẫn nói vì Tung vẫn đi trước mặt công an, Tung nói luật là của các anh, mà các người là người ra luật. Vì đây như hiện nay này, chúng tôi bị gác từ hôm mùng 3, mà vụ của kinh xảy ra là hôm mùng 9, chúng tôi bị phá nứt, bị gác từ hôm mùng 3 đến hôm 13 vừa rồi, thì tôi lên đây, lên Ngô Thị Nghiệp đây để đi kêu oan cho tôi, cũng bị gác ở tại đây, đổ tiếp tiền luôn, không đi đâu nữa. Đến 14 thì bị được, thì ngày hôm kia lại bị gác tiếp, ngày hôm nay lại gác tiếp, đó, nó cứ gác không cho nhân oan đi, đó. Còn đi ra thì nó vẫn bắt. Rồi là điều 23 hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là đi đâu ở đâu là quyền bất khả xâm phạm của công dân, nó nói là hiến pháp, nhưng mà nó trả đạp, nó tiểu đến hiến pháp, đó là bản chất của người cộng sản Việt Nam là như vậy. Trong họ hiến... nói một đường, họ làm một nẻo. Trong hiến pháp đó, nó có điều 25 là cái điều người dân được quyền hội họp biểu tình, mà rốt cuộc nó đâu có thi hành đâu. Dạ, mà... điều 25 nói đó là được hội họp, được biểu tình, được ngôn luận, tự do ngôn luận, được tự do báo chí. Nhưng mà đấy, vừa rồi nhà báo Nguyễn Chí Dũng cũng bị bắt rồi, tức là chủ tịch nhà báo Nguyễn Chí Dũng bị bắt rồi. Nên là không còn gì, phải một cái gì hết ạ, tức là nó giả dối đủ mọi cách luôn. Anh Phạm Chí Dũng anh đâu có, anh là tờ báo, anh chỉ có bài viết anh thôi. Làm sao mà nói có quyền tự do ngôn luận, chỗ nào mà người ta viết bài là bị bắt? Thành ra rất là vô lý. Mình nghĩ đó, trước sau cái đất nước mình cũng thôi phải thay đổi thôi anh Chinh. Không có thể nào mà thế giới mà chấp nhận được một cái tình trạng mà cái vấn đề mà tra tấn như vậy đó, nó kinh hoàng lắm. Mình thấy nó ghê gớm, mình tóm lộm cái chế độ luôn vậy đó. Mà bắt buộc nó phải thay đổi thôi, trước cái sức ép của quốc tế thì nó phải thay đổi, và người dân người ta đứng lên khắp nơi hết. Mà bây giờ nó hơi ngoài đời tí xíu, thì vì muốn hỏi anh là cái tên mà Hoàng Duy Hùng đó, ảnh nói là những người dân oan đó, đó là những người gọi là dân oan giả, giả hiệu đó, thì anh phản ứng với cái lời nói của Hoàng Duy Hùng như thế nào? Thưa anh, hai hôm nay chúng tôi ở Tân Oan, hôm nay là ngày thứ ba,
dân oan Việt Nam. Chúng tôi cũng đang rất là bức xúc về cái chuyện là luật sư Hoàng Duy Hùng. Yeah. Luật sư Hoàng Duy Hùng ở bên Mỹ yeah. là vu khống cho chúng tôi là dân oan ở Ngô Thị Nhiệm là đi khắp khuê, khắp mướn cho cờ ba que. Yeah. Tôi chúng tôi rất là bức xúc. Và chúng tôi vừa rồi mỗi buổi đi biểu tình, đi kêu oan cho đất, cho nhà, cho oan cho bản, cho tròi công lý cho con lúc bị bắt lên xe, hoặc là lúc bị dồn vào đầu đường, là chúng tôi dân oan Việt Nam cũng đã phản đối luật sư Hoàng Duy Hùng vu khống cho dân oan Việt Nam, và yêu cầu luật sư Hoàng Duy Hùng nếu dám về tận số 1 Ngô Thị Nhiệm Hà Đông, Hà Nội để đối chất với nhân dân oan Việt Nam chúng tôi hay không. Yeah. Chắc chắn là nó không dám, chắc chắn là nó không dám, tôi khẳng định thế. Và chúng tôi phản đối luật sư Hoàng Duy Hùng đã vu cáo, vu khống cho dân oan Việt Nam. Yeah. Một lời vu khống rất điều, rất xấu xa. Yeah. Vì tôi nói rõ là luật sư Hoàng Duy Hùng chắc chắn là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Yeah. Đó là điều chắc chắn, tôi dám khẳng định như thế. Dạ, bây giờ trở lại câu chuyện đó, thưa chị Bích đó. Chị thấy người con của chị nuôi đã lớn tuổi rồi, thì từ hồi nhỏ tới lớn đó, chị thấy anh trưởng đó, anh có làm cái điều gì mà chị có thể kể ra ba cái điều tốt anh trưởng làm không? Tìm ra những cái điều tốt mà anh trưởng làm không? Ba điều. Cháu thì cháu cũng là trưởng, là cháu từ bé là cháu rất ngoan, rất ngoan. Và cháu chịu khó làm lắm. Yeah. Cháu chẳng có đi chơi, đi chơi bời ở đâu cả. Yeah. Cháu cứ đi học xong rồi là lại về làm cho mẹ thôi, chứ không có đi chơi đi bời đi gì cả. Là bé là cháu cứ buổi nào nghỉ là cháu đi mò cua bắt ốc, rồi là đi quét lá quét nấu, là đi nấu cơm. Thời trước là nó khó khăn lắm. Yeah. Phải đi kiếm củi rồi là vết ná, chứ cháu không bảo là đi chơi chơi bời gì. Thế khi mà cháu không cháu hết học, cháu học hết cấp 2 thì bởi vì gia đình là không có tiền, thì cháu có bà bá là công ty Đại Phát giám đốc thì là bảo cho cháu đi làm thôi. Thế là cháu gia đình khó khăn thì cháu cũng thích đi làm là để kiếm tiền nuôi sống gia đình, thì cháu không có bảo là đi chơi bời hay là cháu nghiện hút gì, thì là cháu không có những cái chuyện đấy. Cháu ở nhà là cháu ngoan ngoãn, hàng xóm đấy không ai bảo là chê cháu bảo là lấy trộm lấy cắp hay là lấy cái gì của ai bao giờ. Yeah. Mà cháu là các cô giáo nhà trường là cũng đều khen cháu là như thế, nên mà hiện tại cháu đi tù thì các cô giáo cũng gửi tiền để cho cháu, các cô giáo cũng vẫn phải thăm đến cháu và cũng cứ gửi lời làm bảo cháu là cứ cố gắng lên. Giờ đến con cháu đi học cũng thế, vì là các cô cũng cố gắng và động viên cháu như thế. Chứ gia đình thì cháu cũng không có gọi là lang thang chơi bời nghiện hút như những mọi thanh niên khác cả. Yeah. Nên là các cô giáo và mọi người lại rất quan tâm đến cháu. Dạ, bây giờ tôi muốn thêm cho vào cái này. Câu hỏi của anh Linh thì tôi đã hiểu rồi. Nguyễn Văn Triều, tôi thì tôi nhớ được hai cái rất là nhớ của Nguyễn Văn Triều. Lần thứ nhất là hai anh em chơi trên lô cốt. Yeah. Thì thằng em lùn xuống ngã, thì em bị ngã xuống thì nôn, thì anh chạy ra ngoài đồng gọi bố, thì bố đi bừa ruộng nó, thì cháu nói mà mặt nó tái mét đi, con bảo bố ơi người cứu em. Em bị ngã nặng lắm, bố đừng mắng em. Đó là đây lần thứ nhất. Yeah. Lần thứ hai nữa là một con chó nó bị đau. Yeah. Tức là bị con chó hàng xóm nó cắn. Yeah. Nó mang về nó đau tủ, nó bị con chó. Nó lấy thì dầu phụ gà bôi xuống chó. Con chó bôi vào nó nóng, nó cay mà. Nó bảo là anh nhẹ nhẹ mà em cũng kêu, tôi nhìn con chó thế. Yeah. Tôi thấy đó là một tình cảm đối với động vật. Yeah.
Thương thú vật. Ngoài ra anh còn nhớ thêm điều gì nữa không? Điều gì mà tốt mà anh trưởng đã làm không? Nói chung cháu thì nó cũng biết hoàn cảnh gia đình mình, bố thì hay đau dạ dày, cháu từng đau từng làm thời điểm bây giờ tôi luôn nói là nó hay đau thì và những cái việc nhà mà chị nó thì cái chị nó có một chị nữa, nhưng mà nó là bản thân nó cũng là con trai nhưng mà rất là chịu khó, nó không nghĩ gì đến theo bạn bè đôi cùng trang lứa của nó, mà nó chu chỉ vào ở nhà đi chăn trâu làm việc nhà để giúp đỡ bố mẹ. Mẹ thì yếu, mẹ nó hồi xưa yếu lắm, bà nhà tôi là cứ ngày ốm thôi, có về sau này khỏe tức là yếu lắm không làm được gì được, người ta bảo là hậu sản sao đấy cũng yếu lắm. Thì là sau này về sau này mình của mình con phải trước đây rất yếu, con bé của mẹ rất là yếu không làm gì được, của mình bố làm thôi, thì nó cũng rất là chăm chú vào công việc gia đình phụ với chị để mà phụ giúp bố mẹ trong việc nhà. Thưa anh Trinh với chị Bích như thế này, theo như TV biết được thì theo cái bản hiến pháp á, thì nó nói rằng là một người mà chủ tịch nước á, mang danh là chủ tịch nước á, thì có cái việc đặc quyền là ân xá là tha tội cho bất cứ tù nhân nào, thì anh Trinh biết điều đó phải không? Anh Trinh và chị Bích biết điều đó phải không? Vậy thì bây giờ TV có một câu hỏi đó là nếu mà anh chị có một cái lời yêu cầu nào đối với một cái lời nào để mà gửi đến chủ tịch nước không thưa anh chị? Sẵn ra qua cái cuộc phỏng vấn này. Dạ, tôi cũng qua cuộc phỏng vấn mới này cũng mong muốn là chủ tịch nước Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng hãy nhìn về tương lai của đất nước và của dân tộc, hãy làm những điều tốt đẹp cho dân lành để lấy cái đức cho muôn dân, muốn lấy cái đức muôn dân làm điều được lòng dân. Tôi mong muốn ông ấy là phải xem xét thấu đáo vụ án quan của tử tù Nguyễn Văn Chưởng để minh oan cho cháu, và cũng như các cái vụ án oan khác ở trong nước như Hồ Chí Hải ấy. Là vì chủ tịch Đức vừa nói là lấy dân làm gốc, tất cả những quyền lợi, đặt quyền lợi, tôi mong muốn là đặt quyền lợi tổ quốc cái trên hết, tổ quốc và nhân dân để là giường cột, đấy là một giường cột quốc gia. Nếu tổ một lãnh lãnh tụ mà không lấy tổ quốc và nhân dân lên hàng đầu thì không thể là để một quốc gia trường tồn được, mà muốn một quốc gia trường tồn là phải tổ quốc và nhân dân, mà nhân dân là phải an dân, an dân là phải biết làm cái việc gì thật tốt cho dân, đó mới là an dân. Ví dụ như trường hợp của Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Chí Hải là phải biết là sai là phải sửa để thả cho các cháu về, để cho các cháu được đoàn tụ gia đình chứ không cần sửa sai phải làm gì cả, đó là minh chứng cho một vị nguyên thủ quốc gia. Đó, quý anh chị em nghe thấy đó, anh Trinh đã anh đưa cái đề nghị đến chủ tịch nước, đó là phải xem là tổ quốc trên hết. Thì TV256 rất đồng ý với anh Trinh như thế. Mà hôm nay đó, ngày hôm nay đó, khi mà anh Trinh đi đến tất cả những cái cơ quan hành chánh của Ủy ban Nhân dân nè, trụ sở công an nè, anh Trinh thấy cái biểu ngữ đầu tiên như thế nào anh Trinh? Có phải là Đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm không? Có anh có thấy điều đó không? Anh thấy có điều đó là đâu có coi trọng tổ quốc.
Đảng Cộng sản làm sao mà quang vinh hơn Tổ quốc được? Anh có thể đồng ý với TV anh sáu điều đó không? Tổ quốc là trên hết chứ không phải là Đảng Cộng sản là trên hết. Thành ra đó, sẵn ngày nay đây TV cũng yêu cầu các anh đó lấy bỏ cái biểu ngữ Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm đi, hoặc là thay thế bằng một cái biểu ngữ Tổ quốc Việt Nam quang vinh muôn năm, thì cái đó còn nghe được. Mấy các anh mà để mà Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm là các anh ban tội phản quốc. Chỉ có đất nước ta, chỉ có Tổ quốc chỉ là một thôi, không có thế nào mà Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm mà treo trình in ở ngay chỗ Ủy ban Nhân dân, treo là trên cao nhất đó, là các anh là những người phản quốc. Nói thẳng như vậy á, chẳng đây nghe vụ đó thì vì nóng rồi. Các anh làm sai trái rồi. Thưa chị Bích, chị dạ, có thưa anh Linh. Rồi. Dạ thưa Linh, là cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó cũng là một tổ chức dân sự thôi, chứ không phải là trên tổ quốc đâu. Theo tôi hiểu tất cả những cái tổ chức dân sự là dưới Tổ quốc hết toàn bộ. Vì mà nó nói là chính phủ, vì mà nó nói là nó là và nhân dân, hai cái đó là hai cái thiêng liêng không thể chối cãi và không bác bỏ. Còn một cái đảng là các cái tổ chức dân sự mà thôi. Dạ sẵn đây TV muốn chia sẻ với điểm một cái quan điểm là kỳ lạ là mừng đảng rồi mừng xuân rồi mới mừng dân tộc. Làm sao mà đảng mà trước luôn cả mùa xuân nữa? Mùa xuân là do cái thượng đế, mà bây giờ đảng là đứng trên thượng đế, nó làm sao phải mừng đảng trước rồi mới đến mừng xuân rồi mới đến mừng mừng dân tộc? Một cái kỳ lạ mình không hiểu nổi. Mấy ông Đảng Cộng sản cái đưa ông lên là hàng đầu rồi. Thưa chị Bích, chị có ý kiến gì với ông chủ tịch nước không ạ? Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không ạ? Thưa ông Minh ạ, tôi cũng muốn đề nghị với ông chủ tịch nước là hãy quan tâm đến những vụ án oan để tự cho các cháu, để các cháu bây giờ đầu còn xanh tuổi còn trẻ, cháu còn về nuôi con các cháu và phụ dưỡng bố mẹ già. Tương lai các cháu về sau này, bây giờ cháu đã bị giam 13 năm nay rồi, giờ cháu 13 năm rồi. Kinh hoàng, 13 năm tù oan. Mấy ông phải trả lời như thế này đâu ông Nguyễn Phú Trọng. Kính mong ông chủ tịch nước là hãy quan tâm đến nhân dân để mà cứu các cháu khỏi cái oan này. Mà chỉ có chủ tịch nước thì mới cứu được con chúng tôi thôi. Bây giờ ngoài ra đi kêu thì bây giờ chỉ bảo là chủ tịch nước là người dẫn đầy của đi xuống cấp dưới thì các cháu mới được ngoan, chứ không thì cứ như thế này thì các cháu lâu ngày các cháu lại ra một sinh bệnh ra lại chết chú trong tù mất. Thế nên là chỉ mong là chủ tịch nước hãy quan tâm đến các cháu để cho các cháu được về Đài Loan cho các cháu được về để đi ngoan các cháu đó. Dạ, TV256 mong rằng ông chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hãy lắng nghe tiếng nói của người dân oan như thế này, của anh Nguyễn Trường Chinh và anh chị Nguyễn Thị Bích. Ông Nguyễn Phú Trọng không phải lắng nghe tiếng nói của người dân. Ông là chủ tịch nước, ông có cái trách nhiệm đó. Và sau này mà Nguyễn Văn Chưởng mà có mệnh hệ nào đó, đó là trách nhiệm của ông. Ông sẽ trở thành một người kẻ thù của nhân dân, kẻ thù những người mà bị oan sai như thế này. Trong khi đó ông có quyền hạn, ông cứu sinh mạng của một người, ông chỉ cần ký một cái giấy đặc xá, nó đâu có nghĩa lý gì đâu, nó hoàn toàn nó không có nghĩa lý gì mà ông cứu được một mạng người là nó to tát ghê rợn lắm, ghê lợn. Ông phải làm cái điều đó ông Nguyễn Phú Trọng. Trước khi mà ông rời khỏi cái chức vụ mà chủ tịch nước, ông phải làm ơn cứu cho một mạng người mà ông biết rằng là người ta đã không có mặt ở hiện trường cách xa 40 km và người ta có bằng chứng như vậy. Ông phải ra tay ông chủ tịch nước,
Còn không á thì ông sẽ chịu trách nhiệm cái chết này. Cái thật đó, ông phải chịu cái trách nhiệm cái người mà tử tù như thế này. Ông không thể nào mà làm lơ được đâu, ông chủ tịch nước. Tôi mong rằng những cán bộ nào mà làm việc dưới quyền của ông hãy gửi cái clip này đến ông chủ tịch Nguyễn Phú Trọng để ông hiểu rõ cái trách nhiệm của ông, để mà đặc xá cho Nguyễn Văn Chưởng, cho Hồ Duy Hải, cho Lê Văn Mạnh. Những người mà tử tù oan như vậy, mà TV đã từng đọc những cái bản án như vậy rồi, và TV thấy cái sự mà oan ức trong đó. Thành ra đó, ông phải làm ông Nguyễn Phú Trọng. Dạ, hiện giờ đó chúng ta đã nói là được 50 phút rồi, thưa anh Trinh với chị Bích. Thì 50 phút qua thế thì trong vòng 5-10 phút nữa, với anh chị có muốn nói thêm về để mà bào chữa cho anh Nguyễn Văn Chưởng không ạ? Dạ thưa đài HTV 256, tôi mong muốn là đảng, chủ tịch nước, chủ tịch đảng ông Nguyễn Phú Trọng là cố gắng và ra một cái ân xá để cho tử tù, các tử tù được trở về sớm. Thì con tôi hiện nay trong đó là bị chiềng lâu ngày đã teo một chân, bị bệnh trĩ, bệnh gan, bệnh phổi, bệnh khớp. Mà hiện nay trĩ của cháu là vừa rồi là chảy máu rất là nhiều, nó gầy rạc đi. Chính công an là giam giữ là phải gọi điện về nhà, là chúng tôi phải mua thuốc mang xuống để gửi vào, và gửi thuốc rất là hạn chế, không được cho gửi nhiều. Cháu bệnh trĩ của cháu là chảy máu quá nhiều, chảy mấy hàng hơn một ngày, nó người gầy rạc luôn. Thành thử là mong muốn là được chủ tịch nước cứu xét để cháu sớm sớm về nhà với những gia đình để giúp với bố mẹ chăm em nó. Em nó là Nguyễn Trọng Đoàn bị án oan 2 năm tù, về mới làm khôi phục kinh tế được mấy năm thì lại bị ung thư, hiện nay cắt hết xương cái tay bả vai. Hiện nay cháu ở nhà cố gắng đi, vừa rồi bị tái phát lại một phổi, thì nó về nhà không làm gì được. Thì tái phát vừa rồi là ngày 10 tháng 12 vừa rồi mới ra viện, thậm chí là anh nó giờ nó không đi thăm được, mà trưởng ở trong tù lo cho anh, lo cho em. Mà em ở ngoài thì cũng sắp chết rồi, cũng bệnh tật rồi, mà lại lo cho anh. Cứ hai anh em cứ lo cho nhau, nhưng mà em thì giờ không đi thăm anh được rồi, phải ở nhà không đi được, giờ cụt một tay, cắt cả bả vai rồi, không làm ăn gì được nữa. Hoàn cảnh chúng tôi rất là cơ cực, mong cộng đồng mọi người trên toàn thế giới, mong đài HTV 256 cố gắng quảng bá cứu giúp tử tù Nguyễn Văn Chưởng sớm được trở về, và cứu giúp những tử tù khác như Hồ Chí Hải, Lê Văn Mạnh và hàng trăm tử tù khác, hàng trăm án oan khác là sớm được là minh oan để trở về với gia đình, với cộng đồng. Tôi xin trân trọng cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn anh Trinh. Ngoài ra chị Bích có muốn thêm lời nào nữa không ạ? Gửi đến quý cộng đồng quốc tế, quý ông chủ tịch nước gọi là Nguyễn Phú Trọng, chị có ý kiến gì không? Chị có ý kiến là nhờ ông ấy giúp gia đình như tôi, là bây giờ thằng em là nó bị bệnh, nó muốn anh nó về lắm, bởi vì nó không biết là tôi chẳng thế nào, chẳng gì muốn anh được về. Đây là tôi gia đình anh em luôn rất hồi hương để nói chuyện với nhau ở cách xa, nó ăn được lần này rồi. Thế là nó chỉ muốn anh nó về thôi, nó không biết anh về được thì chờ ông vợ biết phúc tại cho anh nó được về, thì anh em mới là tiếp tục với nhau luôn. Dạ ông chủ tịch nước, anh cứu giúp các con tôi, là các con tôi được đoàn tụ thì những ngày sống còn lại của các trọng đoàn. Cộng đoàn như tôi là kinh sư, là sống chết ngày là chúng tôi không được biết, giờ là chỉ những ngày bị tỏa thôi. Giờ là chạy một hồi thôi, là mong anh nó về lắm, chỉ muốn anh em nó đoàn tụ với nhau, anh thì nói cho em thì
nó cho ai biết rồi chồng biết là như nào. Thế là mong cái nghĩa gửi tới ông chủ tịch nước đã bất hạ Nguyễn Văn Trường được về đàn tụ gia đình cùng em được biết trọng đàn. Em bị ung thư rồi, sống ngày sống tháng thì chẳng biết làm sao nữa. Thật là một cái chế độ rất là khốn nạn. Người anh đi gọi là minh oan cho người em lại bị đánh đập tra tấn tàn nhẫn, rồi bỏ tù 2 năm tù. Một cái chế độ gì mà lưu manh như vậy? 2 năm tù rồi bây giờ để bị ung thư xương nữa, bị tàn tật nữa, làm gây ra cả một cái gia đình gọi là tan nát hết. Rồi cháu này có 2 con nhỏ nữa, giờ làm được 2 đứa con bé, cháu đi học mẫu giáo và lớp 1. Nên là rất định cháu là hoàn cảnh khó khăn nên chỉ mong anh cháu đừng về để nuôi dưỡng ạ. Chà, cái lời chót của TV56 là thấy chuyện rất là bất nhẫn, là cái đất nước này phải thay đổi. Thưa Nguyễn Phú Trọng, TV nói tiếng mà thưa Nguyễn Phú Trọng là phải hiểu đó, là cái lời mà TV thưa Nguyễn Phú Trọng đó là ông phải thay đổi, chứ không phải là cái đất nước này đó lại là ông gắn huy chương cho những người tàn sát dân. Giống như cái trường hợp của Lê Đình Kình đó, ông gắn huy chương cho những cái chiến sĩ mà người ta chết rồi đó. Làm cái gì? Đâu có người lính nào mà đi giết dân đâu mà được gắn huy chương đâu. Cái công trạng là để cho dành cho đánh những kẻ mà nó xâm lăng cái đất nước mình thì ông gắn huy chương thì còn được. Những cái kẻ mà nó hại dân hại nước như vậy, nó bắn vào cuộc kình như vậy, mà người dân người ta đâu có cái gì đâu mà bắn người ta như vậy, mà các ông lại đem gắn huy chương. Anh Chinh có thấy điều đó không? Là điều sai trái không? Yeah. Nguyễn Phú Trọng gắn huy chương cho 3 chiến sĩ gì đó, thăng cấp bậc lên là thượng tá thì lên đại tá rồi. Trung quý trên đại quý, thượng quý lên đại quý vậy đó. Cái trường hợp đó mình nghĩ rằng những cái lời mà của anh chị mà muốn gửi đến Nguyễn Phú Trọng đó chắc là vô ích thôi. Những kẻ họ hoàn toàn họ không có lương tâm của một con người, thành ra đó họ mới gắn huy chương cho những người chiến sĩ mà hại dân hại nước như vậy. TV không tin rằng là những lời mà của anh chị mà nói mà ông Nguyễn Phú Trọng ông nghe mà ông đặt bút ông ký mà ân xá những cái kẻ nó gây tội ác và nó cứ tiếp tục gây tội ác với toàn dân thôi. TV không tin điều đó đâu. Thôi anh chị có muốn nói thêm gì điều gì nữa không? Bây giờ hiện tại là 56 giây rồi, anh nói có thể 1-2 phút nữa đi, đặng cho mình thỏa cái lòng mình. Thưa đài CHTV 256, tôi thì không cũng đã về phán đoán của Nguyễn Văn Trưởng thì các cái tài liệu thì các quý vị đã hiểu rõ rồi, thì tôi cũng không muốn nói thêm. Tôi chỉ mong rằng tôi xin gửi đến tất cả cô bác anh chị em trên cộng đồng mạng của toàn thế giới lời cảm ơn trân trọng nhất, và mong rằng qua vụ án oan này cộng đồng hãy lên tiếng trợ giúp cho dân oan Việt Nam của chúng tôi và tử tù Nguyễn Văn Trưởng, Hồ Chí Hải, Lê Văn Mạnh nói riêng sớm được trở về đoàn tụ với gia đình để bớt đi những đau thương mất mát mà các gia đình tử tù đã phải gánh chịu 13 15 13 và 12 năm của 3 gia đình trong thời gian qua. Tôi xin trân trọng cảm ơn và xin đài TV CH2 cùng cô bác anh chị em nhiều sức khỏe
và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ, một lần chót xin anh Trinh cho quý anh chị em số điện thoại của anh để nhiều người đó có thể họ gọi, họ liên lạc để họ hỏi thăm nhiều cái chi tiết. Xin anh cho số điện thoại ạ. Dạ, số điện thoại của tôi là Nguyễn Trường Trinh, 0326 627 673. Tôi xin đọc lại, 0326 627 673. Còn nick của tôi trên Facebook là Nguyễn Trường Trinh, y chang danh tính luôn, là tôi đeo kính ngồi thế này luôn, nick là Nguyễn Trường Trinh. Dạ, TVN6 cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe cái cuộc phỏng vấn đặc biệt này. Và TV xin kính chào quý vị ạ. Dạ, thân mến.